Xin chào quý vị. Với người dân Thủy Nguyên, chắc chắn rằng nhìn khung cảnh này, quý vị có thể đoán ra được đây là đâu rồi đúng không nào? Đó chính là chợ Núi Đèo, một khu vực ẩm thực, thiên đường mua sắm quen thuộc của người dân Thủy Nguyên và du khách. Ngay bây giờ quý vị hãy cùng Ngọc Quỳnh khám phá một vòng quanh chợ Núi Đèo quý vị nhé. Đến với chợ Núi Đèo trong những năm gần đây, người dân và du khách có thể cảm nhận sự đổi thay mạnh mẽ ở nơi đây theo hướng văn minh, thân thiện, an toàn. Ban quản lý chợ Núi Đèo đã triển khai các giải pháp mang tính đột phá nhằm từng bước xây dựng nét đẹp văn hóa trong mua bán tại chợ. Tranh thủ các nguồn lực, Ban quản lý chợ Núi Đèo đã đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng chợ khang trang, đồng bộ, hiện đại, thực hiện nghiêm túc, triệt để nội dung 3 không: không hát rong, không bán hàng rong, không ăn xin, nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan tại chợ. Hàng hóa được bày bán ngăn nắp, sạch sẽ, hàng nối hàng, chợ thông thoáng, sạch đẹp. Cô ơi, cửa hàng nhà mình có đông khách không ạ? Cửa hàng nhà mình nghe thứ bảy chủ nhật thì rất là đông, nhưng ngày thường thì bình thường thôi. Dạ vâng, các mặt hàng đây cháu thấy là rất là đa dạng và phong phú này. Hàng cô thì nhiều, hàng xịn sò có, hàng vừa vừa có. Dạ, giá cả ở đây thì như thế nào cô? Giá cả ở đây thì cô bán phải chăng, từ 150 cho đến 800. Dạ vâng, và tất cả các sản phẩm của mình là có bớt không ạ, hay là bán đúng giá luôn ạ? Chị cô cứ bán đúng luôn, mà nếu mua nhiều thì bớt cho một đôi 10 ngàn. Nhà tôi chuyên phục vụ tất cả các chị em là mặt hàng chuyên hàng quần áo thiết kế, hàng Quảng Châu, uy tín chất lượng, mẫu mã thì đa dạng, hợp lý với tất cả mọi người, chuẩn chỉnh chất lượng. Giá cả thì hợp lý với tất cả chị em mua, mỗi người mua một sản phẩm là gian hàng em là bớt đến 10 đến 20 nghìn một sản phẩm. Đấy, chị em đã ủng hộ rất là nhiều và tạo góc độ rất là thân thiện, vẫn thường qua ủng hộ quán em rất là vui vẻ, nhiệt tình. Bên cạnh đó, Ban quản lý chợ Núi Đèo còn tích cực hướng dẫn, hỗ trợ tiểu thương thực hiện nghiêm quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết. Đặc biệt là thay đổi tác phong bán hàng, không nói thách, treo kéo, tranh giành khách, hình thành cách mua bán văn minh, lịch sự, niềm nở, thân thiện. Qua khảo sát đánh giá, Ban quản lý chợ Núi Đèo đã cấp giấy chứng nhận, công nhận 60 trên 132 gian hàng đạt tiêu chí gian hàng bán đúng giá. Cửa hàng chăn ga gối đệm Hương Lan với nhiều mặt hàng đa dạng phong phú, muốn rằng là chu cấp cho bà con về chất lượng cũng như là về tất cả các loại mặt hàng, bán bình ổn giá, đảm bảo giá không bao giờ thay đổi, và trên cái tiêu chí rằng là rất mong muốn rằng là kêu gọi bà con không chỉ rằng là đến các chợ của địa phương, cũng như là rất muốn rằng là bà con ở địa phương đến với trung tâm thương mại Thủy Nguyên cũng như chợ Núi Đèo, để cho chợ Núi Đèo chúng ta là bán hàng tiêu chí đúng giá, bình ổn giá, luôn luôn nhiều mặt hàng, mẫu mã mới để cho chuẩn bị cho Tết này được sum vầy, được ấm áp và được vui vẻ. Chợ Núi Đèo có quy mô hơn 500 gian hàng, được phân bố thành 3 khu nhà chợ. Đến đây, người dân và du khách có thể thoải mái đi dạo mua sắm. Tại các khu nhà chợ, Ban quản lý chợ chủ động bố trí sắp xếp các gian hàng, đảm bảo thông thoáng, ngăn nắp, sạch đẹp. Hàng hóa được bày bán tại chợ rất đa dạng, giá cả hợp lý. Người dân khi đến đây có thể dễ dàng tìm mua bất cứ thứ gì họ cần như quần áo, vải vóc, giày dép, mỹ phẩm, đồ khô, đồ gia dụng, tạp hóa, hàng mã, thực phẩm tươi sống, thực phẩm được chế biến sẵn. Mỗi loại mặt hàng khác nhau đều được phân bổ tách biệt thành từng khu riêng lẻ, vừa tập trung, thuận tiện cho cả người mua, người bán, lại đảm bảo an toàn vệ sinh trong khu chợ. Chị thấy đồ ở đây thế nào ạ? Mặt hàng đây thế nào? Rất là đa dạng và phong phú, nhiều cái đẹp lắm. Ở đây thì giá cả thì phải chăng, mặt hàng thì phong phú. Người bán hàng thì cũng dễ chịu, thuận mua vừa bán, không có gắt, rất là ok. Đến với chợ Núi Đèo, một trải nghiệm không thể bỏ lỡ chính là thưởng thức những món ăn thơm ngon hấp dẫn tại khu ẩm thực 24/7. Hầu hết món ăn ngon nổi tiếng của Thủy Nguyên đều có mặt tại khu chợ ẩm thực này, nên du khách không cần phải đi đâu xa, vẫn có thể nếm trọn hương vị của những món ăn đặc sản, đặc trưng nhất của Thủy Nguyên do chính bàn tay người dân nơi đây làm nên. Được thưởng thức những món ăn ngon, được hòa vào nhịp sống sôi nổi diễn ra tại chợ, vui vẻ trò chuyện cùng những người thân quen, đó có lẽ là những niềm vui giản dị hàng ngày mà ai cũng có thể tìm thấy. Về
về với Thủy Nguyên vào dịp Tết này, đừng quên ghé chợ Núi Đèo để được thỏa thích tham quan mua sắm với đa dạng các mặt hàng, yên tâm về giá cả và chất lượng. Với không gian mua sắm văn minh cùng nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, chất lượng và giá thành hợp lý, chợ Núi Đèo đang trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo người dân và du khách. Còn chần chờ gì nữa mà không cùng với người thân, bạn bè đến ngay chợ Núi Đèo để thỏa sức mua sắm và thưởng thức những món ăn thơm ngon hấp dẫn mang đậm hồn quê Thủy Nguyên đi nào. Đến đây chương trình xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!